Nam diễn viên từng bị hủy hôn trước giờ gờ lộ Hint hẹn hò đồng nghiệp, đằng gái đã được gọi là chị dâu. Trương Thế Vinh là nam ca sĩ có đường tình duyên lắm chắc trở. Anh từng bị hủy hôn dù đã đặt lịch nhờ Trường Giang làm MC. Sau cuộc hôn nhân bất thành, Trương Thế Vinh trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Dạo này anh bị soi loạt Hint nghi hẹn hò diễn viên Thúy Ngân. Đến mới đây, người trong cuộc tự để lộ dấu hiệu đặc biệt khiến hội đẩy thuyền đứng ngồi không yên. Trong hậu trường mới nhất của bảy nụ cười xuân. Trương Thế Vinh đang vui vẻ trò chuyện với Lâm Vĩ Dạ thì Thúy Ngân xuất hiện và nói, anh Vinh, em gái anh gọi em là chị dâu kìa. Sau khi nghe chia sẻ của nữ diễn viên, Trương Thế Vinh có biểu cảm ngượng ngùng còn Lâm Vĩ Dạ liền bày tỏ sự hào hứng chuẩn bà Mai online. Thúy Ngân còn tiết lộ em gái Trương Thế Vinh rất thích cô, còn xin được chụp ảnh riêng để làm kỷ niệm. Chia sẻ của Thúy Ngân khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở nghi vấn cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Dispatch Việt Nam Trường Giang từng công khai trêu gẹo Trương Thế Vinh và Thúy Ngân ở sự kiện khi đó nam danh hải tiết lộ thúy ngân sắp đi gặp mặt mẹ trương thế vinh vì bà đang vào thành phố hồ chí minh chơi trong những chương trình truyền hình trương thế vinh và thúy ngân cũng được giàn sao hợp lực ghép đôi thậm chí có giai đoạn người trong cuộc còn bị soi hint đeo đồng đồ đôi du lịch cùng nhau thúy ngân từng lên tiếng chia sẻ về việc được đẩy thuyền với đồng nghiệp nam do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi tôi thấy dễ thương miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại mình chỉ ghép cho vui thôi mà Ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi. Mấy bạn ghép đôi đừng bị suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau, cặp nào cũng đẹp hết, vì trong mắt người khác thấy đẹp thì họ mới ghép. Mình đừng đạp thuyền người khác để nâng thuyền mình lên. Tôi hay dặn các bé tim mình là kệ ai nói gì nói, chỉ vui thôi mà. Thật ra, chuyện các bạn đẩy thuyền đâu quyết định được tình cảm của họ có thật hay không đâu, có thật hay không là do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn đẩy thuyền thì họ mới yêu nhau mọi người hãy đẩy thuyền một cách nhẹ nhàng dễ thương thôi nói về gu bạn gái mong muốn trương thế vinh có chia sẻ vinh không đóng khung hình mẫu nào cả thay vào đó sẽ lắng nghe và cảm nhận nếu ai đó có sự san sẻ nhiều nhất thì vinh sẽ chọn người đó vinh cũng từng dự định vài lần rồi nhưng không có kết quả tốt đẹp nên sẽ không có kế hoạch cụ thể nào nữa biết đâu vinh sẽ gặp một người nào đó mà ban đầu họ có chút gì đó khác với mong đợi nhưng cuối cùng lại san sẻ được với vinh thì sao